Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa tổ chức công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện Lê Văn Lực. Ban tổ chức huyện ủy đã công bố quyết định số 601 của huyện ủy Đức Hòa về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lê Văn Lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Đồng chí Lê Văn Lực sinh năm 1963, có gần 42 năm làm việc và cống hiến, trong đó hơn 13 năm là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, ủy viên ban thường vụ huyện ủy. Trong suốt thời gian công tác, đồng chí Lê Văn Lực đã có nhiều đóng góp cho đảng bộ huyện nói riêng và huyện Đức Hòa nói chung, nhất là trên các lĩnh vực phụ trách tuyên giáo, thông tin tuyên truyền. Ủy ban kiểm tra thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, Ban Thường vụ thị ủy, cấp ủy, các cấp đã quan tâm lãnh đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các chương trình trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát 3 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với 2 đồ án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 trên 10.000 khu vực phía Bắc huyện Bến Lức. Theo đó, điều chỉnh lần này tập trung vào 2 nhóm chính, với 8 vị trí được điều chỉnh nhằm giải quyết những nội dung bất cập, vấn đề còn vướng mắc, hoàn chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời khai thác lợi thế giúp khu vực phía Bắc của huyện phát triển, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Riêng đối với quy hoạch chung đô thị Bến Lức đến năm 2030, tỷ lệ 1 trên 5.000 có 4 vị trí được điều chỉnh. Đây sẽ là cơ sở để phòng kinh tế và hạ tầng huyện, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hơn các nội dung điều chỉnh quy hoạch, từ đó trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Duộc tổ chức lễ ra mắt mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại khu dân cư ấp 2/6 xã Long Hậu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phấn đấu trong năm 2024 thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình quân đầu người của tỉnh. Các tuyến đường liên xóm trong khu dân cư đều có hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh bóng mát. Khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Phấn đấu đến hết năm 2024, khu dân cư tiếp tục thoát 2 hộ cận nghèo, thoát nghèo bền vững. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trao tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư. Thưa quý vị, những năm gần đây, dọc theo tuyến biên giới của tỉnh Long An, những điểm dân cư mới mọc lên như những mầm xanh hy vọng, góp phần tô điểm cho bức tranh biên cương. Nơi đây không chỉ là điểm tựa vững chắc về an ninh quốc phòng, mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết keo sơn giữa quân và dân. Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ở xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ là một ví dụ điển hình. Sau gần 3 năm, điểm dân cư đã phát triển lên trên 30 hộ với hàng trăm nhân khẩu. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà cửa kiên cố, được cấp đất sản xuất và tạo điều kiện học tập phát triển kinh tế và luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tôi dọn lên đây ở là hỗ trợ được 80 triệu. 2 năm rồi, tôi đến đây ở là vừa coi lúa rồi bảo vệ biên giới rồi, ở biên giới thì có thông tin gì thì báo bộ đội ngay liền. Mục tiêu của đề án là đưa dân lên tuyến biên giới an cư lập nghiệp, hình thành những khu cụm dân cư đông đúc, trù phú, gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đến nay, Long An đã xây dựng bàn giao 24 điểm với trên 250 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới, đồn trạm biên phòng, trong đó có 9 điểm 45 căn liền kề đồn trạm biên phòng. Bước đầu về các cơ sở vật chất cũng như các điều kiện cần thiết mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo, đó là đảm bảo điện nước, các điều kiện sinh hoạt cần thiết nhất để cho người dân có thể lên đây là an tâm, ổn định lâu dài và phát triển sản xuất. Thì trong năm 2024 thì tôi đã lên kế hoạch là sẽ hoàn thành tiếp tục tối thiểu 15 căn nữa, chứ càng nhiều tinh thần là càng nhiều, càng dày đặc là càng tốt. Mà đi đôi với đó không phải xây dựng để có số lượng mà phải đảm bảo cái chất lượng cuộc sống người dân và các cái điều kiện sinh hoạt của người dân. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự đồng lòng của người dân, những điểm dân cư biên giới Long An sẽ ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc từ sớm từ xa và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Xin chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 30 tháng 5 sắp tới, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức điều tra doanh nghiệp. Đây là cuộc điều tra được tổ chức trên phạm vi cả nước nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế xã hội, lập chính sách kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương. Số liệu thu thập từ điều tra được sử dụng để tính một số chỉ tiêu quan trọng như tổng sản phẩm trong nước GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương GRDP năm 2023, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế, đồng thời là cơ sở dữ liệu để biên soạn sách trắng doanh nghiệp năm 2024 và sách trắng hợp tác xã năm 2024. Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp. Tại tỉnh Long An, Chi cục Thống kê huyện Tân Hưng tổ chức tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ áp dụng theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Được biết, đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bao gồm hộ dân cư và nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, với quan niệm sinh con năm trồng sẽ mang lại may mắn thịnh vượng cho cả gia đình, nhiều cặp vợ chồng đã chạy đua săn trồng vàng để kịp sinh em bé trong năm Giáp Thìn. Chính vì thế, từ đầu năm 2024 đến nay, các bệnh viện phòng khám phụ sản ghi nhận số lượng thai phụ đến khám tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023. Từ nửa cuối năm 2023 trở lại đây, có rất nhiều cặp vợ chồng lên kế hoạch và tìm cách săn con tuổi rồng. Theo thống kê từ Bộ Y tế, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả nước có 7.680 trẻ chào đời, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tại phòng khám sản phụ khoa kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An, từ đầu năm đến nay, số thai phụ đến khám thai tăng lên đáng kể. Quý đầu của năm 2023 thì cái số lượt người mà tới khám thai là 1.406, nhưng mà năm 2024 trong cái 2 tháng đầu thì cái số lượt người đó nó tăng lên là 1.579. Thì thấy là nếu mà đánh giá chung thì cái số người khám thai tới trung tâm phòng khám sản phụ khoa thì nó sẽ tăng hơn năm 2023 rất là nhiều. Thì ngoài ra năm nay là năm rồng, thành ra thường cũng chắc một số ít cũng có cái quan niệm là năm rồng là năm tốt. Mỗi sự xuất hiện của thiên thần nhỏ đều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các cặp vợ chồng. Dù có sinh vào năm nào, thì yếu tố giáo dục, môi trường lớn lên mới là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với mỗi đứa trẻ. Năm nay thì em sinh bé thì em để tự nhiên thôi chị. Đối với em thì con nào cũng là con, em cứ chờ cho thì nhận thôi à. Cũng, bạn em cũng có nhiều người canh lắm nhưng mà canh không được. Thì cái này chị cũng sinh con rạ rồi nên cũng có cái nhiều, cũng cái lo lắm, nhưng mà nghe nói năm nay năm rồng cũng tốt. Tại những địa phương có mức sinh thấp, việc các cặp vợ chồng sinh con nhiều vào năm Thìn là những tín hiệu vui nhằm tăng tỷ suất sinh trong năm 2024. Để niềm hạnh phúc khi chào đón những đứa trẻ được trọn vẹn, các cặp vợ chồng cần xây dựng kế hoạch cụ thể trước khi mang thai, chuẩn bị tốt về sức khỏe, tài chính và tinh thần. Nhằm quảng bá các giá trị về văn hóa, du lịch và ẩm thực với quy mô tầm cỡ quốc tế, tối qua 29 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch, ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024. Đây là sự kiện được mở rộng có quy mô lớn nhằm nâng tầm thương hiệu, đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước với các quốc gia, tăng cường xúc tiến giới thiệu điểm đến du lịch, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân gặp gỡ, giao lưu, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm địa phương. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 nhằm quảng bá các giá trị về văn hóa du lịch ẩm thực với quy mô tầm cỡ quốc tế, với nhiều nước tham dự như Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip một con cá heo đang bơi tại vị trí hang luồn, vùng biển Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Một tín hiệu cho thấy môi trường biển ở đây có nhiều cải thiện. Vị trí cá heo xuất hiện nằm trong tuyến tham quan số 2 theo hành trình bãi tắm, soi sim, ti tốp, hang sửng sốt, hang luồn, hồ Động Tiên của tuyến tham quan Vịnh Hạ Long. Do đó, hình ảnh cá heo bơi ở đây nhanh chóng được các du khách trên các du thuyền ghi lại được. Người chụp được các bức ảnh này cho biết, cá heo bơi lội lộ trên mặt nước biển, sau đó khoảng 10 phút thì lặn xa dần. Đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện ở Vịnh Hạ Long. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 1, đàn cá heo khoảng 30 con nổi lên, bơi lội khá lâu trên mặt biển tại khu vực đảo Cô Tô. Việc cá heo xuất hiện trên các vùng biển Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái và Vịnh Hạ Long có thể là chỉ dấu cho thấy môi trường biển ở đây có nhiều cải thiện. Liên quan tới cuộc tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga ngày 22 tháng 3 vừa qua, theo tính toán sơ bộ của các hãng bảo hiểm, số tiền thiệt hại do vụ khủng bố này gây ra cho Nga có thể vượt quá 10 tỷ rúp, tương đương 108 triệu đô la Mỹ. Các hãng bảo hiểm cho biết có thể bắt đầu tạm ứng một số khoản đền bù thiệt hại vì tiến trình điều tra cũng như các công việc giải quyết sau đó có thể sẽ phải kéo dài tới 2 năm. Hiện các hãng bảo hiểm cũng chưa tính toán được chính xác số tiền sẽ phải đền bù trên thực tế, mà chỉ đưa ra được con số ước đoán. Trong khi đó, theo thông báo của Điện Kremlin, cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố vẫn đang được tiến hành và chưa có giả thuyết chính thức cho vụ việc. Các cơ quan tình báo liên tục cập nhật về tiến trình điều tra cho Tổng thống Vladimir Putin. Tổng cộng đã có 11 nghi phạm bị bắt giữ, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Australia hôm qua thông báo sẽ quỹ vụ kiện chống lại Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, sau khi Bắc Kinh tuyên bố chấm dứt thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với rượu vang của Australia, mặt hàng vốn có giá trị thương mại lên tới 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh, việc đó là hoạt động xuất khẩu rượu vang của nước này sang thị trường Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng của hai bên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Australia sẽ hủy các thủ tục tố tụng Trung Quốc về vấn đề này tại WTO. Báo cáo chính thức của Văn phòng Thống kê Anh vừa công bố cho biết, nền kinh tế nước này đã rơi vào suy thoái kỹ thuật trong nửa cuối năm 2023. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Thủ tướng Rishi Sunak, người đang rất cần trấn an các cử tri rằng nền kinh tế Anh vẫn an toàn dưới sự lãnh đạo của ông. Theo các số liệu chính thức được cập nhật, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh giảm 0,1% trong quý 3 năm 2023 và tiếp tục giảm 0,3% trong quý 4, không thay đổi so với ước tính trước đó. Như vậy, kinh tế Anh đã chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật trong nửa cuối năm. Xét tổng thể cả năm, kinh tế Anh chỉ tăng trưởng 0,1%, mức tăng yếu nhất kể từ năm 2009 khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu. Đồng yên của Nhật Bản giảm giá mạnh so với đồng đô la Mỹ, khiến chính phủ nước này phải theo dõi chặt chẽ tình hình. Thậm chí Tokyo còn đang tính đến các biện pháp can thiệp nếu như đà mất giá này kéo dài. Tuy nhiên, ở góc độ khác, việc đồng yên giảm giá đã tạo ra sức hấp dẫn khó cưỡng cho ngành du lịch Nhật Bản, giúp thu hút lượng lớn du khách nước ngoài đến với đất nước mặt trời mọc, vì tất cả các chi phí đều rẻ đi tương đối. Theo số liệu thống kê, số lượng du khách tới Nhật Bản đã vượt mốc 2 triệu lượt người mỗi tháng kể từ tháng 6 năm ngoái, chủ yếu nhờ đồng yên giảm giá. Tuy nhiên, việc đồng yên mất giá quá mức sẽ gây ra những hệ lụy lớn hơn cho nền kinh tế. Vì thế, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra một số biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này và sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Tiếng chuông giữa giờ chiều đã trở thành thương hiệu của trường Mark Middle School tại bang California của Mỹ. Đó là lúc thầy giám hiệu nhắc nhở các em học sinh hãy tĩnh tâm, thư giãn và suy nghĩ về điều tích cực trong ngày. Đây là tôn chỉ của thầy hiệu trưởng John Gymno. Với thầy, trường học không chỉ là nơi các em tiếp thu kiến thức mà còn là nơi giúp học sinh xây dựng nhân cách và trên hết là nơi mà học sinh thấy mình được an toàn. Hiệu trưởng John Jimno cho biết, văn hóa trường học rất quan trọng. Học sinh và thầy cô giáo gần như dành cả ngày ở trường để sinh hoạt, tương tác và phát triển cùng nhau. Mỗi trường lại có những cách thức riêng để mang lại hạnh phúc cho các học trò của mình, như đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa bên lề, những giờ học truyền cảm hứng để tăng tương tác giữa giáo viên và học sinh,